Rồi bây giờ bác sĩ sẽ tư vấn về cái quy trình sinh trứng cho anh chị nha. Thì thứ nhất là chị sinh năm 74 là lớn rồi. 74 đến năm nay là 50 tuổi. Anh cũng năm mấy? 49. Dạ vâng, thì anh thì có tinh trùng là được. Có nghĩa là mình thụ tinh ống nghiệm chỉ cần có tinh trùng là được. Nhưng mà tinh trùng của anh rất là tốt. Tốt bằng cái anh này, xét nghiệm khoảng anh khoảng 30-40 tuổi thôi. Tinh trùng cực tốt luôn. Đây, bằng chứng này này. Yêu cầu có trên 39 triệu, anh được tận 215 triệu đây này. Tổng số tinh trùng của anh rất là nhiều. Bơi của anh cũng trên 32% này, hình thái bình thường 4%, nghĩa là với cái mức độ tinh trùng này anh có con tự nhiên vẫn bình thường. Tuy nhiên thì gặp một cái vấn đề lớn đấy là cái trứng của chị. Cái vấn đề ở đây á, chúng ta đi tìm con là chúng ta tìm nguyên nhân và chúng ta tìm giải pháp làm sao để có con mang về. Chứ không phải chúng ta tìm nguyên nhân xong mà chúng ta đổ lỗi cho nhau. Đấy, tại anh tại em không phải vấn đề đấy. Mà cái vấn đề là chúng ta gặp nhau duyên muộn quá, thành ra nó như vậy thôi. Phụ nữ tụi em không có sản xuất trực trứng nữa. Tinh trùng của đàn ông ấy là sản xuất ra mỗi ngày, các anh là sản xuất ra mỗi ngày. Còn tụi em bác sĩ hay là nông dân hay là cô buôn cá buôn rau thì cũng thế thôi. Mẹ mình cho bao nhiêu trái trứng xài hết thì thôi, không tự sản xuất ra được anh ạ. Đấy, cho nên khi mà mẹ của tụi em cho được bao nhiêu trái trứng thì hàng tháng kinh nguyệt đấy nó rụng hết rồi. Đấy, thế sau quá trình bao nhiêu năm tuổi thì đến 40 mấy 50, như 50 tuổi của chị coi như hết luôn, khỏi nói là còn nhiều hay ít nữa, coi như hết trứng luôn. Và đấy là một cái sinh lý cơ bản bình thường của loài người, không phải ai là ai hơn ai hết. Có tuổi tiền mãn kinh là đương nhiên phải 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 có. Cái vấn đề của anh chị gặp ở đây là anh chị đang mong một đứa con. Cái thứ hai anh chị là không biết anh thế nào nhưng mà chị là chưa có con này. Đúng rồi chị, Anh cũng chưa có con anh này. có rồi. À đấy. Thế thì như thế này nha, để em tư vấn theo hai hướng. Thứ nhất, nếu mà anh ấy mà có con rồi, hai anh chị ở với nhau vì yêu thương nhau, vì một tình yêu, vì chăm sóc con của anh cũng là chăm sóc con của chị chẳng hạn nhá, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, chúng ta sẽ không có đẻ nữa, dừng lại, chúng ta cứ hàng ngày yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan hệ với nhau bình thường. Tuy nhiên hai anh chị bảo không, chúng tôi phải cần có một cái gắn kết, cần phải có một đứa con, cần có một cái sợi dây gắn kết hai vợ chồng, thì bắt buộc luôn là anh chị sẽ phải làm thụ tinh ống nghiệm và sinh trứng. Còn các phương pháp khác nó chỉ tốn tiền, đổ trứng, đổ tiền ra đất ra sông thôi, hình dung chưa ạ? Cái chứng được Bằng không. Em vẫn kích được, em vẫn bơm tinh trùng, tất cả làm mọi thứ cho chị được, kể cả thụ tinh ống nghiệm cho chị được. Nhưng mà hầu như bằng không thì làm gì? Chúng ta vứt bỏ tiền để làm gì đâu. Chúng ta phải tìm những cái giải pháp thế nào để cho các anh chị có con mang về, chứ không phải là quăng tiền ra xong để mà mình cũng có kích trứng rồi, mình cũng có bơm rồi, mình cũng có được chọc trứng. Nhưng mà cái vấn đề tuổi của chị là 50, 51 rồi, không có được nữa. Cho nên nếu mà để tự nhiên nha, em nói anh luôn, vẫn có người vẫn có mang bầu được. Đấy là xác suất, rất xác suất, giống như là trúng Việt lốt ấy, trúng 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 số Việt lốt vậy đó. Trúng số. Ở đây em cũng đã từng kiểm thai, khám thai cho một chị 52 tuổi. Chị mang thai lần đầu tiên trong cuộc đời, chị lấy chồng thứ hai. Chồng chị 69 tuổi. Chị đến 52 tuổi mang bầu, nhưng mà là trường hợp hạn hữu, hy hữu. Nếu anh chị không có áp lực thì cứ để tự nhiên, biết đâu anh chị cũng trúng số như người ta. Tuy nhiên thì cái xác suất này nó rất là thấp. Và nếu mà anh chị mong muốn có con thì phải làm ngay làm sớm. Sức khỏe của chị càng ngày càng yếu đi chứ. Năm mấy rồi? Cho nên là nếu mình xác định phải có con thì mình làm luôn bằng cách sinh trứng. Sinh trứng như thế này. Chị có thể người khác cũng được, nhưng mà đa phần là ví dụ con cháu mình ấy. Con cháu nói chung là trong họ hàng nhà chị chứ không phải họ hàng nhà anh. Còn nhà anh thì họ hàng xa, không có máu mủ gì với anh thì được. Để đỡ bị quan hệ cận huyết. Đấy, đúng chưa? Thì ví dụ cháu chị này, em chị này, hoặc là họ hàng xa đấy thì nói với người ta, có nhiều người người ta cũng sẵn sàng cho mà. Người ta giúp nhau, có người ta giúp tìm tiền, có người ta giúp về trứng, người ta giúp về tình cảm, có giúp về nhiều thứ. Thì quan trọng nhất là mình nói với bao nhiêu người, nói với 1.000 người thì nào có người anh ạ. Chưa nói với ai thì tất nhiên là cái chưa có cái người cho trứng thôi. Thì cái quy trình như thế này sẽ kích trứng của cái chị đấy, bạn đấy sẽ phải có con rồi. Xong kích trứng có nghĩa là mình tiêm thuốc để mà tạo ra nhiều trái trứng hơn, xong rồi chọc trứng của chị ra ngoài là hết việc của chị đấy. Thời gian làm cho chị đấy là lâu không? 90 ngày. Là Tiêm thuốc 90 ngày thôi. nhưng mà ý là làm ở đây hay là ra Hà Nội? Ở đây, kích Lấy trứng trứng ở ở đây đây. luôn. Ngày chọc trứng thì ra Hà Nội, nhưng mà tiêm thuốc ở đây, siêu âm ở đây. Còn chỉ có một ngày ra Hà Nội, một Chính ngày một xác, thôi. chính xác. Ra đấy lấy trứng, ra ngoài là hết việc nhiệm vụ của chị đấy. Xong rồi bác sĩ sẽ lấy tinh trùng của anh, xong là bơm hẳn vào quả trứng của chị đấy. Được nhiều trứng thì sẽ được nhiều phôi. Sau đấy thì mình sẽ dự trữ phôi, bị nuôi ngày năm đi. Thế sau đấy mình sẽ tháng sau hoặc ngay chu kỳ đấy cũng được,
mình sẽ chuyển cái phôi đấy vào cái nội mạc cho chị này và vợ anh sẽ là người mang thai. Như vậy là cái đứa con vẫn là con của chị, bởi vì nó ăn dòng máu của chị nuôi nó từ ngày chị cũng hàng ngày chăm bẵm nó, từ lúc bắt đầu chuyển phôi vào chị là người mang thai và chị là người mang cái đứa bé đấy, đúng không? Tình cảm đấy thì như vậy là rất là nhân văn. Chị là người sinh bé, chị là người nuôi bé. Và đấy là con chị và tinh trùng của chồng. Đấy, đấy là xin chứng. Quá trình cái thời gian ví dụ như sau khi xin chứng xong rồi, ví dụ như anh ra Hà Nội lâu không? Anh ra Hà Nội một ngày. Cũng một ngày. Để lúc mà cái chị kia mà lấy trứng ấy, anh sẽ lấy tinh trùng cùng ngày đấy luôn. Cùng ngày đấy luôn. Đúng rồi ạ. Rồi mình lấy tinh trùng sau được không? Trứng đấy mình có nuôi được không? Không. Làm luôn. Làm luôn. Còn có thể anh bận thì anh lấy chữ ở trong cái ngân hàng trước. Đúng rồi. Sau đấy thì mình sẽ, người ta lấy trứng ra thì người ta lấy tinh trùng giã đông của cái anh dự trữ sẵn ở trong ngân hàng. Được. Nhưng mà tốt nhất thì lấy tinh trùng tươi tốt hơn. Anh liên hệ được ở ngoài Hà Nội người ta cho, người ta đến bệnh viện đó người ta làm được không? Kích trứng xong. Xong lấy xong khi nào đó thì anh vợ chồng anh ra. Cái ngày mà người ta lấy trứng thì mình sẽ ra cái ngày đấy. Và cái người mà cho trứng ấy cũng phải được tư vấn đầy đủ hết mọi thứ. Cả chồng người ta cũng phải đồng ý nữa. Đấy, chứ không phải là không. Bắt buộc người ta phải có con rồi. Kể cả không có con nhưng người ta muốn cho trứng vẫn được. Nếu mà người ta độc thân thì người ta không cần xin phép ai. Còn nếu mà người ta có chồng thì người ta xin phép chồng. Đấy, anh chị ở đây thì em sẽ đưa phác đồ qua thứ. Thì ở ngoài đấy thì bác sĩ ở của em ở ngoài đấy sẽ kích trứng cho chị đấy. Chị không phải vào đây. Để kích trứng xong thì khi nào trứng đạt tiêu chuẩn cho mũi rụng trứng đủ. Tại vì rụng trứng là nghĩa là mình tiêm mũi rụng trứng đấy 36 tiếng sau thì mình mới trong hút trứng. Đó, cho nên có thời gian để anh chị bay ra. Lúc đấy chị chẳng cần bay ra được, hiểu không? Có nghĩa nếu mà bận, còn nếu mà không thì bay ra để ký hồ sơ cho hợp pháp, hợp thức hóa. Rồi bay xong là cấy vào cái phôi xong chờ ngày xong là vợ anh ra để cấy vào. Chuẩn bị nội mạc cơ, nếu mà chị chuyển phôi thì phải chuẩn bị nội mạc. Chuẩn bị nội mạc nghĩa là phải làm cái tổ để mà mình đón phôi đấy cho nó tốt. Đấy. Thời gian lâu, thời gian giữa cái lúc mà cấy và cái thời gian vợ anh ra là lâu. Nếu mà mình tạo ra cái phôi mình phải thông báo, mình chờ xem có bao nhiêu cái phôi nữa. Chứ bây giờ mình mới đưa cái trứng, cái tinh trùng vào trứng là mình sao mình biết được bao nhiêu phôi. Mình phải chờ ngày 3, người ta sẽ thông báo cho anh chị là phôi ngày 3 được bao nhiêu cái phôi, chất lượng loại 1 hay loại 2 hay loại 3. Sau đó mình có thể nuôi đến ngày 5. Đấy. Ngày 5 thì mình sẽ thông báo cho anh chị là thông báo với anh chị là được 5 phôi, loại 1, loại 2, loại 3. Thì sau đấy mình chích phôi. Đấy. Tháng sau hoặc tháng sau nữa mình chuẩn bị nội mạc tốt cho chị vợ anh. Thì khi nào mà bác sĩ nói là nội mạc của chị tốt rồi, chuẩn bị cho cái nội tiết tốt, thì anh chị ra ngoài đấy và người ta chuyển phôi vô thế thôi. Đấy. Quy trình nó không hề là rườm rà cả. Đấy, nó cũng giống như là thụ tinh ống nghiệm của hai vợ chồng, thêm một người là kích trứng thôi. Và cái chuyện này rất xảy ra rất nhiều trong các trung tâm hỗ trợ sinh sản ở tại Việt Nam. Chứ không phải là nó kiểu nó đừng có nghĩ quá ghê gớm. Bên bác đâu có hỗ trợ mình xin chứng được. Không hỗ trợ xin chứng đâu anh ạ. Anh có thể lên gia đình đấy, trong gia đình thì tốt nhất. Còn không thì lên hỗ trợ trên các trang xem là người ta có hỗ trợ xin cho thì trong các hội nhóm hay muộn ấy. Tinh trùng thì bác sĩ hỗ trợ được hơn. Tại vì tinh trùng nó có ngân hàng tinh trùng. Thế còn mình ở trứng mà. Bác, cái người vợ là trước khi mà được cấy vào là có kiểm tra sức khỏe. Có chứ. Cái cô mà cho trứng ấy cô cũng phải kiểm tra. Tại vì cô ấy sẽ phải tiền mê để chọc trứng. Cái cô mà cho trứng nha là cũng phải kiểm tra. Chị á thì mình sẽ kiểm tra để mà mình xem cái nội mạc của chị ok thì chuẩn bị nội mạc ấy. Không có nhiều bằng cô kia. Chuyển phôi có 1-2 phút là xong rồi. Cô kia thì cô phải chích trứng thì cô phải tiền mê. Cô kiểm tra nhiều hơn chị. Mà cái vấn đề mà phải hỏi ý, ví dụ cái người cho trứng á là phải hỏi ý của người chồng ấy. Thì giống như trên pháp lý là ở bệnh viện mới làm hay là bản thân họ là có nghĩa là họ đồng ý, họ có cái giấy đồng ý họ là được. Dù họ tự nguyện, họ không cần thông qua chồng, họ vẫn ở không là ông chồng lần sau ông kiện tụng hay sao chị? Ông chồng kiện tụng tốt nhất thì làm cái gì gia đình họ chỉ phải bàn bạc với nhau, không có gì đâu. Rồi, cái đấy được. Đúng không? Thì hai vợ chồng đấy với cả hai vợ chồng anh chị cũng phải gặp bác sĩ để tư vấn một thể luôn. Cũng bởi vì khó. Dễ mà, nếu mà người ta đồng ý cho. Người ta có nhiều người ta không có cần phải qua, ta tự nguyện á, ta thích cho vậy đó. Thì cũng được, người ta ký giấy cho chị là được. Yeah. Kích trứng trên cơ thể người ta mà. Yeah. Chủ yếu là người ta đồng ý, người ta ký đúng giấy thôi. Cho mình. Chứ còn ở bệnh viện thì không cần thiết phải có sự đồng ý của người chồng.
Tuy nhiên về mặt để đỡ kiện tụng cho mình thì mình làm chắc chắn như vậy, làm chắc ăn. Ví dụ con chó mình dễ nói mà, mình cũng thông qua cũng được. Mục đích là để cho người ta hiểu là kích trứng hay là cho trứng không ảnh hưởng đến sức khỏe con người ta cả. Bác sĩ sẽ nói về tâm lý, về quy trình cho cái ông chồng hiểu. Để lỡ sau này người ta phát hiện ra cô vợ cô cho trứng xong rồi sức khỏe cô ấy yếu chẳng hạn vì một lý do khác. Cô bảo đấy là do vợ tôi ngày xưa cho trứng nhanh chị. Để bác sĩ nói rằng một lần kích trứng như thế nó không ảnh hưởng đến sức khỏe cả, và cũng không ảnh hưởng đến sinh lý và cũng không ảnh hưởng đến nội tiết của cô đấy. Để cho cô ấy hiểu và cho ông chồng cũng hiểu luôn. Quá trình kích trứng này nó cũng chỉ là một cái lần mà tiêm thuốc thế thôi. Kéo dài khoảng 9-10 ngày sau đó lấy trứng ra một đợt, không ảnh hưởng đến đấy, sinh lý cũng không ảnh hưởng đến nội tiết của cô ấy. Để người ta hiểu, để người ta cộng tác với mình. Đấy, cái gì cũng thế, tư vấn cho người ta hiểu thôi, chứ không phải phải xác nhận về mặt pháp luật làm gì hết. Cho trứng là người ta đã kích trứng trên cơ thể người ta mà. Còn bác cho hỏi thêm, ví dụ cái quy trình á là kéo dài nhiều nhất là mấy tháng hả bác? Nếu mà thuận lợi thì có 2 tháng thôi. Kéo dài nhiều tháng là do mình, ví dụ nha, tháng này là mình kích trứng, có nghĩa là mình tiêm thuốc cho cô ấy khoảng 9-10 ngày đấy. Xong này ra lấy trứng của cô đấy, người ta gọi là chọc hút trứng, thì anh chồng tạo ra tinh trùng luôn, tạo phôi luôn. Thì có phải là xong cái phần đầu tiên. Tháng sau chị chuyển phôi là mình phải chuẩn bị nội mạc của chị là chuyển phôi thôi. Còn thời điểm đấy vì chị bị ốm hoặc là chị bị bận hoặc là chị bị đi đâu thì không có chuyển phôi thì tháng sau. Hoặc năm sau nữa cũng được. Vấn đề là cái thời điểm để mà mình chuẩn bị nội mạc thôi. Thì chuẩn bị nội mạc đâu đấy khoảng 14 đến 17 ngày thì mình chuyển phôi. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị nội mạc thì đâu đấy khoảng nửa tháng hoặc là 3 tuần thì mình sẽ được chuyển phôi. Cái nội mạc là mình chuẩn bị như ở đây luôn. Mình sẽ cho uống thuốc. Chị đi Hà Nội một lần thôi, còn là tất cả chị cũng đi vào Hà Nội một lần thôi. Yeah. Mỗi người chỉ đi vào Hà Nội một lần một thôi. Đúng rồi. Vì cũng sợ đi xa nhiều. Đấy, lý do tại sao bác Hạnh mới làm như vậy. Yeah. Bởi vì bác Hạnh sẽ giúp đỡ tất cả những chị em ở tỉnh Lâm Đồng của mình ấy. Ngày trước đi phải đi xa, 2-3 hôm bác sĩ hẹn lại phải đi. Thời gian đi, công việc, rồi máy bay, rồi tiền bạc, rồi say xe, rồi môi trường khác. Ở đây thì thời tiết dễ chịu, đi ra đây nóng lực quá rồi có người sốc luôn mà, nóng quá, cái đợt đi sốc chị, nóng chị quá. Chị phí mà chọn gói cái này nó... Không có chọn gói ở đâu, đóng tiền người đấy, ai thu tiền của anh chọn gói. Ví dụ anh kích trứng thì anh đóng tiền thuốc thôi. Siêu âm thì em thu mỗi lần siêu âm 150, siêu âm thì thu tiền siêu âm. Còn ra chọc trứng ở ngoài bệnh viện thì người ta thu tiền anh, người ta thu bao nhiêu thu. Ở ngoài đó là bác Hạnh có nghĩa là liên hệ hết. Đúng rồi, anh không phải đi bơ vơ, cơ nhỡ gì cả. Ở đây thì nói luôn nha, là bác sĩ Hạnh hợp tác với một bác sĩ rất giỏi ở ngoài Hà Nội, rất giỏi luôn. Được không, làm giám đốc bệnh viện luôn. Thì bác Hạnh thấy rằng hợp tác, trước đây bác Hạnh hợp tác rất nhiều bác sĩ, nhiều bệnh viện. Thì bác Hạnh thấy là hợp tác với cái bác sĩ đấy thì có thể là do quy trình tốt, có thể là do hỗ trợ của hai bên tốt với nhau, tâm lý bệnh nhân tốt. Hoặc là có thể vía đi, dân gian gọi là vía đi. Thì cái tỷ lệ đậu thai rất là cao. Cho nên bác Hạnh hợp tác với bạn ấy luôn. Thì ở đây khâu của bác Hạnh làm hết. Đấy, chị này chị hiểu rồi. Bác Hạnh làm hết toàn bộ ở đây. Thì mình ra Hà Nội có 1 ngày 2 ngày và mình cầm hồ sơ ra, không phải lang thang cơ nhỡ nữa, là người ta biết hồ sơ của bác Hạnh rồi. Và tất cả nhiều người cũng đã đi làm thế rồi. Thì cái khâu chọc trứng là người ta chỉ có dặn chị là: chị ơi thay váy rồi chị vào để sát trùng, rồi chị ơi sẽ được làm chọc trứng. Còn chị ơi chị sẽ vào chị uống nước một tí là tí nữa em sẽ chuyển phôi cho chị, thế thôi. Cũng không cần phải làm xét nghiệm nữa, hoặc là không cần phải gọi là đi vào chờ đợi nữa. Mình đã có cái thời gian đặt lịch hết rồi. Dạ. Cho nên là thuận tiện lắm. Đấy, nhưng mà cái ví dụ có những người mà người ta mãn kinh á, vẫn mang thai được. Mang thai được không thì mới nói là xin trứng của người khác thôi. Dạ, không ảnh hưởng gì hết. Còn tử cung là còn mang thai được chị ạ. Dạ. Chỉ từ khi cắt tử cung thì không mang thai được. Dạ. Đấy. Và mình xin trứng là do mình lớn tuổi mình hết trứng, nhưng mà mình vẫn còn tử cung và mình vẫn còn cái khao khát làm mẹ thì mình vẫn có khả năng mang bầu. Còn nếu mà trong quá trình mình còn hành kinh thì vẫn cũng bình thường luôn. Hành kinh nó không có phản ánh được cái chuyện có con hay không được. Hiểu không? Có nghĩa là có nhiều người hành kinh bình thường vẫn không có bầu được đâu. Dạ không, ý là đang nói là ví dụ đang còn hành kinh mà vẫn sinh trứng, vẫn cấy vô vẫn bình thường thôi. À đúng rồi. Trong thời gian chị mang bầu thì không có kinh nữa đâu nha. Dạ. Mang bầu thì không có kinh được nữa. Cho nên còn tử cung, em nói luôn là còn tử cung là vẫn có khả năng làm mẹ được. Cái khát khao làm mẹ của mỗi người khác nhau thôi. Đấy, thì em đã tư vấn kỹ cho anh chị rồi. Các thắc mắc thì anh chị cứ hỏi, để mà một lần tư vấn lại gặp em cũng khó. Đó, cho nên là mình phải đặt câu hỏi rõ hết thôi. Sau đấy thì quy trình ở đây vận hành tất cả mọi người. Gặp bác sĩ khác thì các bác sĩ khác cũng làm theo quy trình của em. Cũng siêu âm, đọc trứng bao nhiêu, rồi cũng kích trứng, rồi thông báo hôm nay tiêm thuốc gì, liều thuốc gì. Thì bác sĩ đều có quy trình cả.
Đấy. Bác Hạnh mà đặt cái xác suất mình đặt một lần là nó đậu luôn hay sao? Không, có thể không đậu luôn, nói cho chị. Khi mà mình đã có phôi tốt nha, sàng lọc, kể cả sàng lọc phôi rồi cũng không ai đảm bảo 100% cả. Bởi vì khi một cái phôi mà đưa vào cơ thể một người phụ nữ ấy, nó có tồn tại, nó có phát triển hay không thì phụ thuộc 3 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng phôi, cái phôi nó có bị lỗi hay không, phôi nó có tốt hay không là một chuyện. Chuyện thứ hai là yếu tố nội tiết của người mang thai. Yếu tố thứ ba là tại cái nội mạc tử cung đấy nó có tốt hay không nữa. Và một cái yếu tố nữa phải kể đến đó là cái sự đào thải cơ thể. Bởi vì khi mà chị với cả anh chồng này nhá, kết hợp lại với nhau thì có 50% là của chị thôi, 50% của anh chồng. Nó có xu hướng đào thải ra ngoài mà. Bởi vì đó là một cái dị vật đưa vào đúng không? Đấy. Mà đây là xin chứng nữa thì có phải là hai người đấy hoàn toàn lạ so với chị không? Đúng không? Cái phôi đấy là hoàn toàn lạ so với chị. Thì đưa vào cơ thể thì cái xác suất nó vẫn có khả năng đào thải ra ngoài chứ. Đúng không? Cho nên sức đề kháng của người phụ nữ hay lắm. Nó tự động giảm cái sức đề kháng đấy xuống để mà làm sao để không đào thải cái phôi. Đấy. Mà lúc đấy bác sĩ nội tiết thì bác sĩ sẽ bổ sung nội tiết đủ cho chị. Nội mạc tử cung bác sĩ chuẩn bị đẹp cho chị. Thì còn nếu mà anh chị muốn chắc chắn nữa thì sàng lọc phôi. Nếu mà trường hợp mà ví dụ như mình đặt lần đầu mà không có đậu thì mình thời gian bao lâu để mình đặt lại hả bác? 2 tháng sau được, tháng sau có nghĩa Hay sao là mình sàng lọc phôi luôn bác? đấy thì mình sàng lọc phôi luôn cái Cũng phôi phụ đấy. thuộc vào cái sức khỏe của người phụ nữ Đúng hả? rồi, chuyển phôi xong thì nếu mà không có bầu thì nó cũng bình thường mà, nó có việc gì đâu mà sức khỏe, hiểu không? Nếu mà đậu ấy thì nó là người mang thai, còn không đậu thì nó là người bình thường. Thì có thể tháng sau hoặc tháng sau nữa chị chuẩn bị là được. Đấy. Mình sàng lọc phôi cho nó chắc. Mình sàng lọc phôi cho nó chắc. Vâng. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.